Hiếu ơi, sao không tiến lên? Lên nè. Cháu ơi, đẩy lên đi, khi không có người đẩy lên, đẩy lên gần giữa, đẩy lên, đứng lên đấy là được. Đấy, sút luôn, đúng rồi, không đẩy lên thì nó sao được quả bóng nó được. Phá bóng, phá ra ngoài, được rồi, thế được rồi, chúng ta an toàn. Làm sao đâu? Kẹp người vào. Kìa để hở một người trong giờ. Bắt sát người vào, đúng rồi. Làm gì còn những người nào để mà đá nữa, quả tiếp. Thắng Hà Nội. Ôi giời ơi, quả vừa ra lại là báo Nam chiến thắng. Cô Nam giỏi thật. Ông cô Nam giỏi quá. Thôi tập trung. Đứng rào. Đấy đúng rồi, hàng rào, hai rào thôi. Hai rào thôi còn để kèm. Đấy đúng rồi. Rồi. Thôi thả ra. Hay rồi. Nâng lên. Cố lên.
Vào rồi. Đi hô cho người ta. Hô cho người ta. Cho người ta. Đây rồi. Số 14 đâu, không có người thì dâng lên. Nên giữa gần sân, giữa sân này để mà nhận những cái quả bóng khác. Cú Nam nó tập trung lắm nên là nó. Đấy, đấy. Đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, nó mà nhầm chúng. Nam chạy lên. Hiếu ơi, đừng bỏ số 7 kia. Vô vào. Bám sát số 7 vào. Bám sát vào. Bám sát ra kia Hiếu kia. Ôi giời. Hiếu ơi. Số 7 cơ mà, mình về kèm sau. Nên thật đi vào này ta đứng những bên ngoài chỉ đạo.